Chào các bạn. Trong bài tiếp theo này, chúng ta sẽ giới thiệu về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Java. Thì Java là một ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp rất là mạnh và có hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu. Và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Java. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu boolean. Chúng ta sẽ viết tạo ra một class có tên là ví dụ kiểu boolean. Thì để dễ cho các bạn tiện theo dõi, thì trong mỗi một kiểu dữ liệu mình sẽ tạo ra một file mã nguồn riêng để các bạn có thể dễ dàng trong việc là chạy chương trình. Thì kiểu boolean là một kiểu dữ liệu logic, trong đó có hỗ trợ hai giá trị, đó là true và false. True là đúng, false là sai. Thì Java là một ngôn ngữ lập trình quy định kiểu rất chặt chẽ, vì vậy chúng ta cần phải khai báo kiểu dữ liệu cụ thể phổ biến khi chúng ta sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái biến kiểu boolean. Ở đây tôi đặt biến có tên là đáp án bằng true. Thì các bạn chú ý là trong máy tính thì nó sẽ có hai giá trị, true là đúng và false là sai. Kiểu boolean là một kiểu đặc biệt dùng để thể hiện các giá trị logic, và nó chỉ có hai giá trị, đó là true và false. Và kiểu boolean này là kiểu dữ liệu được sử dụng rất nhiều trong các cấu trúc điều kiện khi chúng ta cần kiểm tra các điều kiện trong chương trình. Và để in ra giá trị của biến này thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh system.out.print và chúng ta in ra. Chú ý là chúng ta dùng cái dấu cộng để nối chuỗi ở trong chương trình. Sau khi đã làm xong, các bạn xếp lại và chúng ta thực thi chương trình. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là kết quả của chương trình có in ra giá trị của biến đáp án. Như vậy chúng ta tìm hiểu về kiểu dữ liệu boolean đầu tiên. Chúc các bạn học thật tốt.